Hãng thông tấn FAS của Iran hôm nay đưa tin xuất hiện tiếng nổ tại một sân bay ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, nhưng chưa rõ nguyên nhân. CNN cho biết một số chuyến bay đã phải chuyển hướng khỏi không phận Iran. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Israel đã tấn công tên lửa vào Iran để trả đũa vụ tập kích vào ngày 13 tháng 4. Hiện chưa rõ mục tiêu tấn công cũng như mức độ thiệt hại hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy tên lửa phòng không đánh chặn đòn tập kích trên bầu trời thành phố isfahan nơi có một trong những cơ sở hạt nhân của iran truyền thông nhà nước iran cho hay nước này đã đình chỉ chuyến bay qua các thành phố isfahan sidat và thủ đô tehran Iran vào ngày 13 tháng 4 phóng hơn 300 tên lửa máy bay không người lái vào Israel, tuyên bố trả đũa vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng. Đây là cuộc tấn công trực diện đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel sau nhiều năm đối đầu căng thẳng. Israel tuyên bố sẽ đáp trả dù nhiều quốc gia kêu gọi Tel Aviv tránh động thái này. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 18 tháng 4, Iran tuyên bố Israel phải dừng bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào chống lại lợi ích của chúng tôi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo Trung Đông đang trong thời điểm nguy hiểm tột độ. Trong thông báo ngày 17 tháng 4, Hezbollah nói đã tập kết cơ sở quân sự ở Israel, ở làng Arab al-Aramsi. Phía Israel thông tin có 14 binh sĩ bị thương, trong đó có 6 người nguy kịch sau khi xác định nhiều tên lửa chống tăng và rôn phóng từ Lebanon. Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo hùng mạnh ở Lebanon và được biết nằm trong số các nhóm do Iran bảo trợ tại Trung Đông. Căng thẳng quân sự giữa Hezbollah và Israel gia tăng sau khi Israel tấn công tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine ở giải Gaza. Tính từ năm 2006 tới nay, đây là giai đoạn thù địch nhất giữa hai bên. Nguy cơ xung đột Hezbollah israel bùng nổ trở nên lớn hơn sau vụ Israel tấn công tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria dẫn tới việc iran lần đầu tiên khai hỏa trực tiếp với hàng trăm ron và tên lửa nhắm vào đất israel đến nay nhiều chi tiết cho thấy có thể iran và israel không leo thang căng thẳng từ những màn ăn miếng trả miếng quy mô lớn tuy nhiên khi tình hình gaza tiếp diễn sự thù địch sẽ không chấm dứt israel nhiều khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự trong khi iran quay lại với chiến thuật sử dụng lực lượng ủy nhiệm như hezbollah để tấn công israel Hôm 16 tháng 4, Israel đã tấn công vào miền nam Lebanon, giết chết 3 người. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh từ Lebanon cho biết trong số người chết có một chỉ huy Hezbollah. Một ngày sau, không quân Israel thông báo máy bay của họ đã tập kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Burek, miền đông Lebanon. Theo một bài báo đăng trên Mundo Ways, cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel hôm 13 tháng 4 không phải là một thất bại mặc dù người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng phần lớn số tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Người phát ngôn quân đội Israel xác nhận toàn bộ máy bay không người lái và tên lửa hành trình đã bị bắn hạ, trong khi một số tên lửa đạn đạo đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel. Bài báo lưu ý rằng Iran đã thông báo ý định tấn công Israel trước một tuần và hứa với Mỹ rằng cuộc tấn công của họ sẽ trong tầm kiểm soát và được tiến hành theo cách tránh leo thang. Tiến sĩ Jim Kavanagh, một nhà báo độc lập, nói với Sputnik: "Đây không phải là một thất bại của Iran, đây là một hành động đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi." Ông Kavanagh nói: "Đây là cuộc chơi mới vì Iran đã cho thấy rằng Israel đang được Mỹ bảo vệ." Mỹ, Anh, Pháp và Jordan tất cả đều hành động để phòng thủ và bắn hạ tên lửa của Iran. Họ, tức là Iran, đã thông báo trước 72 giờ. Iran đã tự kiềm chế bằng cách chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự cụ thể. Họ không chọn mục tiêu rộng rãi để tránh bất kỳ mục tiêu dân sự hay là khu vực đô thị nào. Ông Kavanagh nói thêm, Iran đã chứng minh được rằng họ sẽ hành động chống lại Israel. Họ có thể làm điều đó một cách hiệu quả và khôn ngoan đó, Israel là vùng lãnh thổ được bảo vệ tốt nhất trên thế giới, có radar tốt nhất, hệ thống phòng không tốt nhất. Iran đã sử dụng 7 tên lửa để nhắm vào mục tiêu và bắn trúng 5 tên lửa. Như vậy, 5 hoặc 7 tên lửa đã đánh trúng vùng lãnh thổ được phòng thủ tốt nhất và phòng không tốt nhất thế giới. Theo ông, Iran đã chứng minh được rằng Israel không còn an toàn. Chuyên gia Galen Nixon cho rằng cuộc tấn công gần đây của Iran cho thấy quân đội Israel phụ thuộc nhiều vào các đồng minh phương Tây như thế nào. Chuyên gia Kavadak nhận định, không có gì lạ khi mà Mỹ, Anh và Pháp cùng nhau tấn công quân sự, một hành động quân sự chung với Israel. Nhưng nếu họ không nhận được thông báo trước 72 giờ, nếu một cuộc tấn công thực sự xảy ra, Mỹ, Anh và Pháp sẽ không có thời gian hành động nếu nổ ra chiến tranh tổng lực israel sẽ không có thời gian họ sẽ bị tổn thất rất nặng nề đây là điều họ không thể chịu đựng được chuyên gia nói thêm israel biết tất cả những điều này họ biết họ yếu thế nào israel có một áp chủ bài mà họ sẽ sử dụng nếu xảy ra một cuộc chiến tranh với iran đó là vũ khí hạt nhân đó là mục đích họ sử dụng chúng và đó là mục đích họ sẽ sử dụng để khôi phục lại sự răn đe trên thế giới ít nhất là đối với các đối thủ của họ trong khu vực Chuẩn tướng Israel Rim Aminoak ước tính Israel có thể đã phải tốn tới 1,3 tỷ đô la Mỹ tiền tên lửa phòng không và các nguyên liệu khác để đánh chặn hỏa lực từ Iran trong trận không kích gần đây. Ông Aminoak cho biết các tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các vật liệu khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran có giá từ 4 tới 5 tỷ shekel, tương đương với 1,06 tới 1,33 tỷ đô la Mỹ ước tính này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính tới số lượng vũ khí đáng kể được Mỹ và các đồng minh khác sử dụng để giúp đỡ chống lại cuộc tấn công. Trong khi đó, tướng Amidoach nhận định chi phí Iran bỏ ra cho cuộc tấn công rẻ hơn nhiều so với việc Israel tự vệ. Theo ông, cuộc tấn công khiến Iran tốn ít hơn 10% số tiền Israel phải trả để chống lại nó. Ông cảnh báo trong tương lai trong một năm, hai năm hoặc 5 năm, Iran có thể thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy. Giả sử rằng nếu ngân sách quốc phòng của IDF vào năm 2023 là 60 tỷ shekel, Israel khó có thể duy trì số tiền cần thiết cho hoạt động. Ông Michael Shemes, phóng viên chính trị tại Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Israel, chia sẻ trên Telegram, các bộ trưởng trong chính phủ đang thúc giục ông Netanyahu tấn công vào các cơ sở trọng yếu ở Iran để đáp trả cuộc tấn công của Iran vào Israel. Giới chức Israel đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề này. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến đều cho rằng hành động đáp trả nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Ông Semes cũng cho biết thêm, theo một quan chức cấp cao của chính phủ, mỗi ngày trôi qua, khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa đáng kể nhằm vào Iran đang giảm dần. Hầu hết số tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Iran phóng vào Israel hôm 13 tháng 4 đều bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn. Cuộc không kích này của Iran được xem là hành động đáp trả cuộc tấn công hôm 1 tháng 4 tại Damascus, Syria, khiến 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, trong đó có hai tướng lĩnh. Israel không xác nhận, cũng không phủ nhận vai trò của mình trong vụ tấn công. Gần đây, một video xuất hiện trên mạng cho thấy Iran đang vận chuyển tên lửa tới thủ đô nước này để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công Israel. Hãng tin al hadad của Saudi cho biết, trong đoạn phim, các vũ khí được vận chuyển bao gồm hệ thống phòng thủ S-300, S-200 và Bava-373. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang kêu gọi ông Netanyahu thể hiện sự kiềm chế. Hiện Mỹ và đồng minh phương Tây đang lo ngại về khả năng leo thang xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza đã khiến gần 34.000 người Palestine thiệt mạng. Mỹ cũng nằm trong số các quốc gia đã giúp Israel bắn hạ UAV và tên lửa của Iran hôm 13 tháng 4. Nội các chiến tranh của Israel sắp họp lần thứ ba trong ba ngày để quyết định cách đáp trả cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng nhằm ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, cũng gửi thư tới 32 quốc gia yêu cầu các nước này tăng cường các biện pháp trừng phạt chương trình tên lửa của Iran.